Atiso là loại cây có nguồn gốc từ địa trung hải đã trở thành một loại thảo dược quý được ưa chuộng tại việt nam cây atiso hiện được trồng phổ biến tại các vùng có khí hậu mát mẻ như đà lạt sapa tam đảo sơn la hà giang không chỉ được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao trong ẩm thực atiso còn là vị thuốc quý trong đông y nổi tiếng với khả năng nhuận gan lợi mật và nhiều lợi ích sức khỏe khác trong đông y atiso được xếp vào nhóm dược liệu có vị đắng tính mát có tác dụng lợi tiểu thông tiểu tiện và đặc biệt tốt cho gan, mật và thận. Các bộ phận của cây như hoa, lá, thân, rễ đều có thể được sử dụng làm thuốc. Thành phần chính của artiso bao gồm sinarin, inulin, tanin và một số khoáng chất như kali, canxi, magie đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol, giảm ure trong máu và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan và thận. Trong y học hiện đại, các chế phẩm từ cao lá artiso tươi vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ công dụng mạnh mẽ của chúng. Phần hoa và lá atiso, đặc biệt là lá bắc, thường được thu hoạch ngay trước khi cây ra hoa để chế biến thành thực phẩm hoặc làm thuốc. Lá atiso được biết đến với công dụng trị các bệnh về gan, thận và lợi mật. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng ít calo, hoa atiso là lựa chọn lý tưởng cho người bị tiểu đường hoặc cần giải độc cơ thể, đặc biệt là những ai thường xuyên uống rượu bia. Hoa atiso chứa đến 9,3% carbohydrate, 1,5% chất xơ và giàu khoáng chất như kali, phốt magie và canxi. Mặc dù không có khả năng tái tạo tế bào gan như một số loại thảo dược khác, artiso lại nổi bật với khả năng chống nhiễm độc gan, chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa. Nghiên cứu y học cũng chỉ ra rằng artiso kích thích gan và túi mật, ngăn ngừa sỏi mật và giảm lipid máu. Đây là giải pháp hữu ích cho những người có gan bị tổn thương do thuốc, có lượng mỡ máu cao hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa do thiếu hụt axit mật. Lá atiso thường được sắc nước uống hoặc chế thành cao để sử dụng với liều lượng khuyến nghị từ 2 đến 10 gram lá khô mỗi ngày. Ngoài tác dụng nhuận gan, lợi mật, atiso còn giúp chữa bệnh phù và thấp khớp. Đối với người bị suy gan, thận, viêm thận cấp và mãn tính, atiso có thể giúp thông mật, lợi tiểu và hỗ trợ lọc máu nhẹ, an toàn kể cả khi dùng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại thảo dược này cũng có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng. Một trong những tác động phổ biến nhất là trướng bụng đầy hơi do atiso kích thích tiết mật và co thắt túi mật, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Với những người có cơ địa tì vị hư hàn hoặc gặp khó khăn trong tiêu hóa, có thể gặp tình trạng trầm trọng hơn khi lạm dụng atiso. Ngoài ra, nếu sử dụng lâu dài, atiso có thể gây mất cân bằng điện giải, suy giảm khả năng hấp thụ các vi chất thiết yếu như canxi dẫn đến suy thận. Đặc biệt, với những người uống quá nhiều trà atiso, gan có thể bị nhuận quá mức, dẫn đến mất cân bằng dịch và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, việc uống quá nhiều trà atiso cũng có thể gây mệt mỏi, biếng ăn do lượng sắt trong trà chiếm ưu thế so với các khoáng chất khác. Mặc dù atiso là một vị thuốc quý, nhưng việc sử dụng chúng cần đúng liều lượng để đạt hiệu quả tốt nhất và tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Liều lượng khuyến nghị là 10 đến 20g atiso tươi hoặc 5 đến 10g atiso khô mỗi ngày và chỉ nên uống 2 đến 3 túi trà atiso hàng ngày để đảm bảo sức khỏe và duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Nước lá vối, một loại thức uống quen thuộc trong dân gian, không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa đến phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa công dụng của loại lá này mà không gây hại cho sức khỏe, cần phải biết cách sử dụng đúng và khoa học. Thành phần hóa học trong lá vối chứa ít tannin, những vết ocaloid gần gũi với cà phê in và một lượng tinh dầu khoảng 4% bay hơi, thơm. Các bộ phận khác nhau của cây còn chứa các steroid, các chất béo, tannin catechic, lá và nụ chứa axit chitepenic. Về tác dụng dược lý, lá vối chứa một số chất kháng sinh, có khả năng diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như vi khuẩn bạch hầu, phế cầu. Chính vì vậy mà lá vối tươi hay khô sắc đặc được coi như một loại thuốc sát khuẩn dùng trị liệu các bệnh ngoài da như ghẻ lở, mụn nhọt hoặc lấy lá vối tươi nấu lấy nước đặc để gội đầu chữa chốc lở rất hiệu nghiệm. Nụ vối chứa một hàm lượng polyphenol cao, có thể hỗ trợ phòng và điều trị chứng tiểu đường. Theo lương y Bùi Hồng Minh, chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình, Hà Nội, trong y học cổ truyền là vối nấu nước để uống vừa thơm, vừa có công dụng giúp tiêu hóa thức ăn, nhất là thức ăn có nhiều dầu mỡ, giảm béo, lợi tiểu, tiêu độc. Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cho biết, trong đông y, có nhiều bài thuốc dùng lá vối khô, nụ vối và quả vối để hỗ trợ phòng và chữa bệnh, giảm mỡ máu, đau đầu, mắt mờ, gan nhiễm mỡ, hỗ trợ điều trị gút, mụn nhọt, lở loét. Ngoài ra, ở Ấn Độ và Trung Quốc đều dùng các bộ phận của cây vối trong hỗ trợ trị cảm mạo, đau đầu phát sốt, lị trực khuẩn, viêm gan, bệnh mẩn ngứa, viêm tuyến sữa, ngứa ngáy ngoài da, bệnh nấm ở chân, vết thương. Các chuyên gia cho biết, duy trì thường xuyên một lượng nước vối phù hợp sẽ giúp hỗ trợ hạ mỡ máu, bảo vệ tế bào B tuyến tụy, hỗ trợ tim mạch. Lá vối có thể uống hàng ngày nhưng mỗi ngày chỉ nên sử dụng khoảng một ấm trà để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng bài tiết của thận. Ổi được biết đến là loại quả giàu vitamin và chất xơ, tuy nhiên, ít ai biết rằng lá ổi cũng là một nguyên liệu được sử dụng nhiều trong Đông y, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng. Trong lá ổi chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa như tannin, flavonoid, quercetin, trong đó hàm lượng gai có khả năng giảm đau, chống viêm, kháng khuẩn làm giảm cân, hạ mỡ máu, điều hòa đường máu, điều trị tiêu chảy cấp hoặc bệnh lị. Lá ổi ngày càng được nhiều người sử dụng trong chữa bệnh, cải thiện sức khỏe, chống lão hóa và làm đẹp. Nước lá ổi có những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe sau. Một, Nước lá ổi giúp kiểm soát đáy tháo đường loại 2. Trong lá ổi chứa các nhóm chất như quercetin, avicolarin có khả năng giảm hàm lượng glucose trong cơ thể. Sử dụng lá ổi sẽ giúp kiểm soát insulin và lượng đường huyết trong máu. Do đó, uống trà lá ổi thường xuyên có thể giúp hỗ trợ kiểm soát tính lượng đường trong máu, làm giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Nguyên liệu bao gồm: lá ổi tươi 15 lá, khoảng 20g, nước 1000ml. Cách dùng: rửa sạch lá ổi, cho vào nước đun sôi khoảng 30 đến 40 phút, để nguội uống thay nước trong ngày. Thời gian sử dụng: sử dụng nước lá ổi kiên trì khoảng 60 đến 100 ngày có thể giúp tình trạng bệnh đai tháo đường được cải thiện tốt. 2. Nước lá ổi chữa tiêu chảy. Trong lá ổi chứa hàm lượng tannin rất cao, có khả năng giúp làm săn niêm mạc ruột, kháng khuẩn, kháng virus, giảm tiết dịch ruột và nhu động ruột. Sử dụng lá ổi tươi hoặc trà lá ổi còn hỗ trợ giảm đau bụng cấp, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục. Thành phần bao gồm: lá ổi tươi 30g, rễ cây ổi tươi 10g, nước 400ml. Cách dùng: Cho nguyên liệu vào nước đun sôi, uống 3 đến 4 lần một ngày. 3 nước lá ổi hỗ trợ giảm cân giữ dáng hiệu quả. Trong trường hợp cần giảm cân, thường dùng nước lá ổi tươi xay có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó có thể giúp bạn giảm cân, giữ dáng vô cùng hiệu quả. Thành phần bao gồm lá ổi tươi 30 đến 40 g, nước lọc 150 ml. Cách dùng: rửa sạch lá ổi, để ráo nước, xay nhuyễn lá ổi với nước, lọc bỏ bã, uống ngày 1 đến 2 lần. 4. Nước lá ổi giúp giảm cholesterol trong máu. Trong lá ổi chứa các chất xơ hòa tan và các chất chống oxy hóa giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Trà lá ổi tươi hay khô giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ. Thành phần và cách dùng: lá ổi tươi 10 đến 12 lá nấu với 500 ml nước, uống trong ngày. 5. Nước lá ổi giải dị ứng mề đay. Trong lá ổi chứa các hợp chất ngăn ngừa tình trạng dị ứng do histamin gây ra. Thành phần bao gồm: lá ổi tươi 20 đến 30 g, lá khế tươi 25 g, nước 500 ml. Cách dùng: cho nguyên liệu vào nước, đun sôi 20 phút, chia uống 2 lần trong ngày. 6. Nước lá ổi giải độc gan, tăng cường sức đề kháng. Nước lá ổi còn có tác dụng giải độc gan, giúp nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Loại nước này đặc biệt tốt cho thể trạng của người bệnh có hệ miễn dịch suy yếu, thành phần bao gồm: lá ổi tươi 10 đến 15g, củ sả 2 củ, nước 400ml. Cách dùng: cho nguyên liệu vào nước, đun sôi 15 phút, uống 2 lần trong ngày.